Lưu ý trước khi xem chuyện, đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh, mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Trong đại điện, sau cái gật đầu của ba người Thiên Long yêu soái, không khí lập tức trở nên thoải mái hơn hẳn. Mấy người Trần Thông ở bên cạnh thì sững sờ nhìn Lâm Động. Họ thực sự không ngờ, chỉ chưa đến nửa giờ mà Lâm Động đã thuyết phục được ba đại thế lực đã xưng bá ở thú chiến vực mấy chục năm nay. Là người của thú chiến vực, họ khá hiểu về vùng địa vực hỗn loạn này hiển nhiên muốn thống nhất nó không phải chuyện dễ trong đó trở ngại lớn nhất chính là ba đại yêu soái kia nhưng hiện nay trở ngại lớn nhất đã bị phá vỡ hoàn toàn trước những lời nói của lâm động có được sự đồng ý của những người đó thì thú chiến vực thật sự đã có khả năng thống nhất có thể tưởng tượng khi liên minh được hình thành thú chiến vực sẽ có một thế lực mới rất lớn thế lực này sẽ vượt xa bất cứ thế lực nào của thú chiến vực trước đây thậm chí nhìn rộng ra cả yêu thú giới thế lực này cũng sẽ có danh tiếng không nhỏ thật không hổ là lâm động đại nhân bọn trần thông nhìn nhau đều nhận ra sự kinh ngạc và chấn động từ trong mắt đối phương Việc này có lẽ cả thú chiến vực cũng chỉ có hắn làm được. Nếu ba vị đã đồng ý, vậy chúng ta có thể thông báo tin này được rồi. Nhưng thú chiến vực lâu nay vốn đã hỗn loạn, dù chúng ta muốn có liên minh nhưng chắc sẽ có không ít trở ngại. Thiết nghĩ, chắc các vị biết cách giải quyết những trở ngại đó phải không? Lâm Động mỉm cười nhìn ba người Thiên Long yêu soái. Hành động quy mô lớn thế này có trở ngại là chuyện đương nhiên, nhưng bọn ta sẽ giải quyết gọn gẽ. Thiên Long yêu soái cười, nụ cười đầy sát khí. Mấy người này cũng rất hiểu thú chiến vực, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Phàm là những kẻ phản đối, cứ giết hết là xong chắc hẳn những thế lực khác cũng không dám nói gì nhiều trong quá trình thống nhất khó tránh khỏi cảnh máu tanh lâm động khẽ gật đầu rồi hơi tựa vào ghế việc liên minh này không thể hoàn thành trong vài ngày nhưng mọi người đã lên cùng một con thuyền rồi thì phải đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt nói về cái gọi là thiên lôi đài đi ta cũng muốn xem xem mang sơn rốt cuộc ngang ngược thế nào kim viên yêu soái gật đầu trầm ngâm nói cuộc chiến giữa hai đại địa vực kiểu này một khi đã khai khởi thì cũng lớn như chiến tranh vậy cả hai bên đều sẽ tổn thất vô cùng lớn vì thế mang sơn đã lựa chọn hình thức thiên lôi đài thật ra cũng đơn giản chẳng qua chỉ là một loại đấu lôi đài mà thôi chỉ là những người tham gia bắt buộc phải có thực lực chuyển luân cảnh hoặc gần bằng thế thiên lôi đài thắng 3 trong năm trận là thắng mỗi bên chọn ra 5 người chắc hẳn cả năm kẻ đứng đầu mang sơn đều sẽ ra mặt còn bên ta chỉ có ba người bọn ta là chuyển luân cảnh đương nhiên nếu cộng thêm ngươi và viêm soái thì cũng không kém chúng để tiểu viêm một mình đánh một chuyển luân cảnh thì hơi quá sức lâm động trong mày đại ca thiên lôi đài không phân biệt hình thức nếu đệ lên đài thì có thể đem theo hắn tiểu viêm cười hắn hiện nay nếu cộng với hổ phệ quân thì tuyệt đối có khả năng đối phó một chuyển luân cảnh lâm động nghe vậy thì gật đầu nói nếu thua thì sao ba người kim viên yêu soái nhìn nhau thấp giọng nói cắt một nửa cương vực của thú chiến vực nhập vào mang sơn vực đương nhiên nếu chúng thua thì cũng phải cắt một nửa mang sơn vực nhập vào thú chiến vực nghe thế dù với định lực của lâm động mi mắt cũng phải giật mấy cái một nửa thú chiến vực đó là địa bàn rộng lớn thế nào chứ trong đó có bao nhiêu tài nguyên cuộc chiến này đúng là một vụ cá cược lớn nếu chúng ta không đồng ý giải quyết bằng hình thức thiên lôi đài thì mang sơn sẽ phát động chiến tranh đến lúc đó nếu thua thì sẽ mất hoàn toàn quyền khống chế thú chiến vực thiên long yêu xoái nói lâm động khẽ gật đầu so với chiến tranh quy mô lớn thì rõ ràng thiên lôi đài vẫn khả dĩ hơn nếu vị huynh đệ thiên yêu điêu của ngươi ở đây thì chúng ta không phải sợ năm kẻ đứng đầu mang sơn quỷ điêu nói lâm động quay sang nhìn tiểu viêm hắn lắc đầu nói trước đây không lâu nhị ca về thiên yêu điêu tộc dường như huynh ấy có việc gấp vì thế lần này không thể ra mặt được quỷ điêu nghe vậy thì vẻ mặt hiện lên sự thất vọng nếu có tiểu điêu thì với thân phận của hắn dù là cửu phụng tộc cũng phải dè chừng phần nào không phải lo nếu mọi người đã đồng ý liên minh thì ta sẽ có cách để vượt qua cửa ải khó này lâm động hơi cục mắt xuống giọng nói khá bình thản ba người thiên long yêu xoáy nhìn vẻ mặt thản nhiên không lo lắng của lâm động rồi khẽ gật đầu hai tháng không gặp họ có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của lâm động đã tăng tiến hơn nữa thứ uy lực thấp thoáng tỏa ra kia cũng khiến họ phải giật mình rồi liên tưởng đến sự lợi hại của lâm động khi ra tay với họ hai tháng trước trong lòng họ đều thầm thở vào người trước mắt kia không thể đánh giá bằng lẽ thường được họ đã đích thân thể nghiệm rồi đồng thời họ cũng không nghĩ lần này thực sự sẽ chiến thắng mang sơn chỉ cần đánh hòa khiến chúng rè chừng rồi bãi chiến thì họ đã có thể coi là thắng lợi rồi còn về việc chiến thắng năm kẻ đứng đầu kia thì tạm thời đừng nghĩ quá nhiều họ biết rõ mức độ khó khăn của nó cho dù có lâm động và tiểu viêm tham gia mang sơn đã gửi thư khiêu chiến hiện tại bọn ta chưa hồi đáp vì chưa có đủ năm người đấu lại chúng nhưng hiện giờ chắc có thể hồi đáp rồi đúng không kim viên yêu soái nhìn lâm động hỏi được lâm động mỉm cười khẽ nói được ba người kim viên yêu xoáy vẻ mặt đều ánh lên chiến ý những ngày qua quả thực họ đã bị mang sơn chèn ép khá thê thảm nhưng vì e rè thực lực và bối cảnh của đối phương mà nhẫn nhịn liên tục nhưng hiện nay lâm động đã hóa giải sự e ngại đã không thể nhịn nữa thì không cần phải nhịn ngoài ra đã định kết liên minh thì đương nhiên phải có tên chú ý lại do lâm động tiểu ca đưa ra vậy thì thiên long yêu xoáy cười cười hiện nay thái độ của hắn với lâm động hiển nhiên đã nhiệt tình hơn hẳn hắn là người biết rõ nhất hình phạt trưởng lão đại diện cho điều gì liên minh do bốn bên chúng ta hình thành nên vậy gọi là tứ tượng cung đi chư vị nghĩ sao lâm động khẽ cười lấy tứ tượng làm tên cũng rất bà khí ba người kim viên yêu soái lẩm nhẩm rồi cùng gật đầu đồng ý liên minh đã hình thành sơ bộ vậy thì hồi đáp chiến thư ba ngày sau thú chiến vực sẽ quyết chiến với mang sơn ánh mắt của cả ba đều rực cháy họ biết việc này truyền đi sẽ khiến cả thú chiến vực sôi sục đây sẽ là sự kiện trọng đại nhất thú chiến vực trong trăm năm qua thú chiến vực thời gian này không được yên tĩnh lắm làn sóng sau sự kiện ở thần vật sơn mạch vừa mới rút đi thì đã đến việc đại quân mang sơn xâm phạm động tĩnh này có thể nói là kinh thiên động địa khiến cả thú chiến vực ai nấy đều hoảng hốt ai cũng biết rõ thực lực của mang sơn nếu đơn độc tác chiến thì mang sơn có hoàn toàn có thể chấn áp bất cứ thế lực của ba đại yêu soái trong thú chiến vực rất nhiều thế lực đều nương nhờ vào ba đại thế lực này nếu họ thất bại thì chắc chắn sẽ có liên quan không nhỏ hơn nữa khả năng thất bại lại khá lớn điểm này có thể nhận ra từ việc lâu như vậy rồi mà ba thế lực yêu soái chưa dám hồi đáp chiến thư của mang sơn một khi ba đại yêu soái chiến bại thì thú chiến vực sẽ nằm trong sự khống chế của mang sơn đến lúc đó cục thế đã hình thành ở đây sẽ bị lập lại từ đầu. Việc này với rất nhiều thế lực đã cắm rễ sâu ở đây mà nói thì đúng là đả kích mang tính hủy diệt. Vì thế, trong thời gian này, cả thú chiến vực như trở nên hốt hoảng, nhưng cũng thấy vô lực. Cuộc chiến ở tầng thứ đó, họ căn bản không có tư cách nhúng tay vào. Việc duy nhất họ có thể làm chính là chờ đợi ba đại thế lực kia có thể gánh đỡ được áp lực từ Mang Sơn. Có điều, ngay khi thú chiến vực rơi vào sự hoảng loạn thì một nguồn tin đã truyền ra từ ba đại thế lực. Tin tức không nhiều, nhưng lập tức đã gây chấn động cả thú chiến vực. Lôi Uyên Sơn, Huyết Long Điện, Quỷ Long Giản, Kim Viên Sơn tuyên bố kết thành liên minh, lấy tên là Tứ Tượng Cung. Tin này vừa truyền ra thì cả thú chiến vực sôi sùng sục. Không ai là không sững sờ, chẳng ai ngờ được, bốn đại thế lực bình thường đối chọi nhau giờ lại kết liên minh. Hơn nữa chẳng ai biết được hai tháng trước, Lôi Uyên Sơn còn từng ra đấu với ba đại thế lực kia. Có điều, sau sự chấn động, rất nhiều cường giả đã mừng rỡ. Họ biết sự liên minh này là để chống lại sự xâm phạm của Mang Sơn. Hiện tại thì đó đúng là cách duy nhất có thể khiến Mang Sơn dè chừng. Với liên minh này, rất nhiều người đều có cái nhìn hiếu kỳ, đây là liên minh duy nhất trong vòng 100 năm trở lại đây ở thú chiến vực. Một số người nhạy cảm đã mơ hồ cảm nhận được, có lẽ sau này thú chiến vực sẽ dần thay đổi, không còn hỗn loạn như xưa nữa. Nếu nơi này cũng thành một thể như Mang Sơn thì chắc sẽ có địa vị không tầm thường trong yêu vực. Đương nhiên, tiền đề của việc này là tứ tượng cung mới thành lập có thể sống sót sau sự xâm chiếm của Mang Sơn. Nếu không, liên minh này cũng sẽ chết yểu trong thất vọng mà thôi. Nghĩ vậy, không chỉ rất nhiều ánh mắt của người trong thú chiến vực đều nhìn về nơi sẽ quyết chiến, thậm chí ngay Mang Sơn vực và một vài đại địa quanh đó cũng chú ý trận chiến này sẽ quyết định liên minh mới ra đời sẽ lớn mạnh hay thất bại và tiêu vong. Ba ngày trôi đi nhanh chóng trong không khí hừng hực đó. Trong ba ngày này, sự chấn động do tin tức bốn đại thế lực thú chiến vực liên minh ngày một mạnh mẽ, cuối cùng khiến cả thú chiến vực rơi vào sự sục sôi nóng bỏng. Tuy rằng liên minh sẽ gây chút tổn hại về lợi ích với một số thế lực, nhưng dù gì trong địa vực này vẫn là ba đại thế lực yêu soái nói thế nào thì là vậy. Vì thế, được sự thúc đẩy của họ, liên minh cũng đã được hình thành. Điều cần lo duy nhất lúc này chính là thiên lôi đài mà Mang Sơn dựng lên nếu tứ tượng cung mới hình thành có thể kháng cự lại được thì nó mới thật sự đứng vững được ở thú chiến vực từ đó trở thành thế lực hàng đầu thực sự trong yêu thú giới ngược lại nếu thất bại thì cái gọi là liên minh kia cũng chỉ là trò cười đến lúc đó một nửa địa bàn thú chiến vực sẽ bị mang sơn chiếm lĩnh bốn đại thế lực kia có lẽ cũng mất hết danh tiếng vì thế điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là cuộc chiến thiên lôi đài sắp tới yêu thú cổ nguyên đây là vùng bình nguyên cổ xưa liên minh bất tận là nơi tiếp giáp của thú chiến vực và mang sơn bình thường nơi đây rất yên tĩnh do tài nguyên ở đây nghèo nàn nên không có nhiều thế lực tồn tại do đó có thể nói nơi này khá yên bình như lần này vùng bình nguyên ấy chỉ trong mấy ngày đã trở thành nơi được chú ý nhất trong số các địa vực ở xung quanh nguyên nhân thì đương nhiên không cần nói nữa ở trung tâm yêu thú cổ nguyên là một nơi vốn rộng rãi nhưng sớm đã bị tiếng huyên áo bao phủ âm thanh ồn á vang lên bất tận không ngừng nghỉ vô số thân ảnh bay tới rồi đáp xuống nơi này nhìn từ xa giống như một vùng biển đen đang dậy sóng quy mô này hoành tráng hơn ở thần vật sơn mạch hai tháng trước nhiều rõ ràng là trong yêu thú giới có không ít thế lực chú ý tới cuộc tranh chấp giữa hai đại địa vực này vầng mặt trời nóng bỏng treo lơ lửng trên bầu trời xanh lam, từng đợt từng đợt sóng âm thanh tạp loạn khuếch tan khiến nhiệt độ cả bình nguyên dần tăng lên. Ở khu trung tâm bình nguyên là một khoảng đất trống rộng rãi, không một ai bước chân vào đó, vì ai cũng biết đó là vùng nguy hiểm. Mọi ánh mắt đều tràn ngập sự trông chờ, rõ ràng tất cả mọi người đều náo nức muốn biết kết quả của sự việc sắp xảy ra đây. Thật không ngờ ba đại thế lực yêu soái lại chọn cách liên minh. Bình thường không phải họ rất đối chọi nhau sao hơn nữa Lôi Uyên Sơn lại có tư cách tham dự nữa chứ? Khắp nơi là những lời bàn tán xì xào, nhưng đa số những người nói vậy không phải người của thú chiến vực nếu không thì chắc chắn không thể không biết trận đại chiến cách đây hai tháng phi ngươi thật chậm thông tin quá đấy lôi uyên sơn hiện nay không còn như trước nữa rồi hai tháng trước họ đã giao đấu với ba đại yêu soái ở thần vật son mạch mà không hề rơi vào thế hạ phong thực lực họ hiện nay không thua kém ba đại thế lực kia liên minh thì đương nhiên phải kéo họ theo rồi ồ vậy à nhưng có lẽ liên minh tạm thời kiểu này để đối phó mang sơn thì có vẻ hơi ngây thơ phía sau mang sơn còn có cửu phượng tộc nữa đó ai biết được nhưng nghe nói yêu soái mới của lôi uyên sơn có chút quan hệ với thiên yêu điêu tộc cũng không biết là thật hay giả nữa Ồ, vậy hả trả trách? Đủ mọi loại giọng nói vang lên trên bình nguyên, phần lớn là thông tin liên quan đến Lôi Uyên Sơn. Chắc hẳn rất nhiều người hiếu kỳ về thế lực mới nổi lên ở thú chiến vực này. Khoảng nửa giờ sau, tất cả đột nhiên cảm thấy nguyên lực trời đất bỗng dung chuyển dữ dội. Họ quay phát đầu lại thì thấy trên bầu trời phía xa về hướng bắc có vô số thân ảnh đang bay vút tới. Người của tứ tượng cung đến rồi. Mọi người thấy đoàn người ồ ạt à tới đó, tinh thần đều khẽ rung lên. Cuối cùng nhân vật chính cũng ra mặt rồi. Vút vút, vô số thân ảnh từ xa bay tới rồi đáp xuống trung tâm bình nguyên khiến mặt đất cũng rung chuyển rõ ràng tất cả tinh nhuệ của tứ tượng cung đều đã đến phía sau còn có người của các yêu soái khác những thế lực này bình thường dựa dẫm vào ba đại yêu soái nay ba đại yêu soái đã thành lập tứ tượng cung tự nhiên họ cũng bắt buộc phải gia nhập vì thế số người này có thể tính là chiến lực mạnh nhất của cả thú chiến vực với trận thế này đủ để khiến không ít người sắc mặt trở nên nặng nề không biết nếu thật sự khai chiến chính diện với mang sơn thì sẽ ác liệt đến mức nào nhưng cũng may là do họ không thể trả với cái giá đắt như thế nên cuối cùng đã chọn cuộc chiến thiên lôi đài ôn hòa hơn tất cả mọi người đều nhìn về đám người đông nghịch kia đứng đầu ngoài ba đại yêu sói quen thuộc còn có hai thân ảnh một người cao lớn sắc khí kinh người người kia lại khá gầy gò không hài hòa lắm với đội quân đầy sắc khí kia thế nhưng một số người cũng biết chính người thanh niên nhìn có vẻ bình thường kia đã dùng thực lực tử huyền cảnh tiểu thành đánh cho thiên long yêu sói thê thảm ở thần vật sơn mạch người của mang sơn vẫn chưa đến sao lâm động nhìn lên vầng mặt trời nóng bỏng rồi quét mắt nhìn xung quanh ánh mắt có phần ngạc nhiên hẳn là hắn không ngờ lại có đông người đến vậy có lẽ sắp đến rồi thiên long yêu sói ở bên cạnh nói gương mặt hắn có sắc khí bao phủ bọn khốn đó ta từ lâu đã thấy chướng mắt rồi giờ phải cho chúng biết thú chiến vực chúng ta không dễ ức hiếp đâu năm kẻ đứng đầu mang sơn là chủng tộc gì lâm động quay sang hỏi hắn thật sự không biết nhiều về mấy kẻ đó chúng còn được gọi là ngũ vương đông nam tây bắc huyền huyền vương đứng đầu quỷ điêu yêu xoáy nói ngoài huyền vương bốn kẻ còn lại đều là huyết thiếu tộc quan hệ rất gần với cửu phụng tộc bốn kẻ bọn chúng đều là huynh đệ họ đăng tên lần lượt là phong lâm hòa sơn tính là thì chúng cũng có chút danh khí ở yêu thú giới người của huyết thứ tộc à lâm động khẽ gật gù thì ra từ bát đại vương tộc còn huyền vương tên là la thông hắn là cửu phụng tộc nói đến huyền vương ngay quỷ điêu sắc mặt cũng trở nên ngương trọng lâm động hơi nheo mắt thì ra cũng là người trong tứ đại bá tộc chẳng trách mà khiến mấy người quỷ điêu dè chừng như vậy nói thế thì mang sơn đúng là thế lực dưới trướng cửu phụng tộc rồi mà cửu phụng tộc lại không trung lập như long tộc dường như chúng thích huênh hoang tuyên bố địa vị của mình ở yêu thú giới xem ra mang sơn quả thật không phải loại dễ đối phó hôm nay có lẽ không tránh khỏi trận đại chiến kinh thiên động địa rồi lâm động khẽ siết tay lại trong đôi mắt đen cháy lên ngọn lửa chiến ý sau khi người của tứ tượng cung đế mang sơn vẫn chưa thấy có động tĩnh gì nhưng mấy người lâm động cũng không vội vàng nhắm mắt dưỡng thần tiếng ồn ào xung quanh cũng dần lắng xuống sự chờ đợi đó kéo dài tận 2 giờ đồng hồ đến khi có người bắt đầu sốt ruột thì lâm động bỗng nhiên mở mắt lúc này hắn cảm thấy từ phía xa có một luồng năng lượng kinh người đang lan tỏa đến rồi lâm động khẽ nói mắt nhìn chằm chằm về phía tây ba người thiên long yêu soái cũng cảm nhận được Ánh mắt có phần kinh ngạc, hiển nhiên họ không ngờ Lâm Động lại phát hiện ra động tĩnh trước mình. Ẩm, um, không quá hai phút sau, cả trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, tiếng xì si sầm hoàn toàn biến mất. Mọi ánh mắt nhìn về phía chân trời, ở đó là vô số cuồng mây màu sắc đang bay tới với tốc độ kinh người. Vút vút vút, khi những cuồng mây đó đến gần, mọi người mới nhận ra đó là vô vàn những thân ảnh mặc áp giáp đỏ, đằng sau là những đôi mắt ngập tràn sát khí. Trong vùng mây màu sắc đó có một ngọn cờ khổng lồ bay phấp phới với hình một cựu điều đỏ thẫm có 9 cái đuôi màu sắc khác nhau, đẹp nhưng nguy hiểm. Người của Mang Sơn đến rồi một số người kêu lên với ngữ khí mong chờ xem ra họ đã sốt ruột chờ đợi trận đại chiến này lắm rồi ha ha tứ tượng cung các ngươi nước đến chân mới nhảy lập nên liên minh này mà cũng xứng với cái tên tứ tượng sao thế này mà đòi kháng cự lại mang sơn bọn ta đúng là không biết tự lượng sức mình những quầng mây đáp xuống khu trung tâm phía trước vang lên một tràng cười kiêu ngạo mà đầy chế diễu ánh sáng tan đi để lộ ra vô số đoàn người phía trước tiên là năm thân ảnh đứng trên không ánh mắt thích thú nhìn về bọn lâm động năm thân ảnh đứng trên không trung tiếng huyên áo dần dần lắng xuống những ánh mắt nhìn về phía này đều tràn đầy sự sợ hãi và dè chừng rõ ràng so với thế lực mới nổi như tứ tượng cung thì mang sơn vẫn có tính uy hiếp hơn trong sự yên tĩnh đó lâm động cũng nhìn về năm thân ảnh kia bốn người trong đó đều mặc trường bào đỏ vẻ mặt ngông nghênh đầy của khí chỉ là thứ năng lượng tỏa ra từ chúng khiến mọi người hiểu rằng chúng có tư cách để ngông cuồng kẻ còn lại mặc thanh y hắn chắp hai tay sau lưng gương mặt khá anh tuấn hắn không hề có ngạo khí bộc lộ ra ngoài như bốn kẻ kia nhưng lại tỏa ta thứ khí tức tôn quý đặc biệt riêng có rõ ràng kẻ đó chính là huyền vương la thông một trong ngũ vương của mang sơn một cường giả đỉnh cấp của cửu phụng tộc cửu phụng tộc cũng là một bá tộc lưu truyền từ thời viễn cổ thư khí tức tôn quý này cũng ngông nghênh giống như thiên yêu điêu tộc đại khí giống như long tộc nam tử mặc thanh y kia bình thản nhìn người của tứ tượng cung ở phía xa hắn không buông lời châm chọc như bốn kẻ kia không phải vì hắn có tu dưỡng mà chỉ vì hắn cho rằng những kẻ trước mặt không xứng để hắn làm vậy thiên lôi đài còn chưa bắt đầu các ngươi đắc ý cái gì rõ ràng thiên long yêu xoáy mang đầy oán khí đối với mang sơn nghe sự châm chọc của chúng hắn cười khẩy ha ha thiên long mới không gặp một thời gian mà đã cứng lên không ít nhỉ một nam tử mặc trường bào cười nhìn thiên long với vẻ chế diễu hắn là đằng phong đông vương trong ngũ vương mang sơn xem ra là vì đã lôi kéo được thêm đồng bọn bên cạnh nam vương đằng lâm nhìn sang lâm động và tiểu viêm nói đây chính là yêu soái tân nhiệm của lôi uyên sơn đúng không gần đây nghe được không ít tin tức về các ngươi đúng rồi chắc huyền thiên điện ở trong tay các ngươi nghe đến ba chữ huyền thiên điện lâm động nhau mắt lại người khác chỉ biết thần vật bảo khố người biết đó là huyền thiên điện không nhiều nhưng đối phương hiện nay nói một lời là chúng Hẳn là cũng biết về Huyền Thiên Điện. Đúng là nó trong tay ta, như những thứ đã thuộc về ta thì không có chuyện giao ra đâu." Lâm Động cười. Đông Vương Đằng Phong nghe vậy thì cười, nhìn Lâm Động nói: "Yên tâm, ta không bảo ngươi chủ động giao ra, vì tự ta sẽ động thủ cướp nó, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó." Tiểu Viêm cười khẩy: "Đúng là một lũ không biết trời cao đất dày." Tây Vương Đằng Hỏa nhếch mép, hẳn là hắn rất không thoải mái với việc một liên minh mới ra đời lại dám khiêu khích với Mang Sơn. "Nói những lời thừa thãi đó làm gì, động thủ theo quy tắc đi, thứ đó có giao ra hay không hiện giờ chưa có tư cách nói." thanh y nam tử lên tiếng rõ ràng hắn có danh tiếng rất cao ở mang sơn vừa mở mồm là bốn kẻ còn lại đều gật đầu nhìn bọn lâm động không chút thiện cảm bên ngoài khu trung tâm mọi người nhìn hai bên bắt đầu nổi phát hỏa thì đều biết xem ra hôm nay không thể kết thúc trong hòa bình rồi quy tắc thì mọi người đều biết cả rồi vậy ta cũng không nói nhiều nữa thắng ba trên năm trận là thắng bên thắng sẽ có một nửa cương vực của đối phương còn vấn đề gì không thanh y nam tử nhìn lâm động ngừng một chút rồi nói còn huyền thiên điện trong tộc bọn ta rất có hứng thú với nó vì thế sau chuyện này nếu ngươi chủ động giao ra thì có lẽ lôi uyên sơn các ngươi vẫn có thể tiếp tục tồn tại ở thú chiến vực này ta thấy vẫn nên đợi thắng đã rồi hãy nói vấn đề này thì hơn lâm động mỉm cười tiểu viêm ở bên cạnh thì ánh mắt đầy hung quang vẫn chưa bắt đầu mà tên kia đã chắc chắn mình thắng sao thanh y nam tử dường như không ngờ được lâm động sẽ phản bác hơi khựng người rồi gật đầu vẻ không quan tâm chỉ là khóe miệng hắn để lộ ra hàn ý nếu các ngươi đã thích mất mặt thì tùy thôi hừ ai mất mặt còn chưa biết được đâu kim viên yêu soái giận dữ nói nắm đấm siết chặt cây thiết côn hiện ra thân côn rung lên khiến không khí cũng bị toát ra thanh y nam tử lãnh đạm nhìn kim viên yêu soái bàn chân bỗng rậm mạnh mặt đất phía trước rung chuyển rồi trồi lên đất đã bay lượn rồi hợp lại thành một cái đài khổng lồ đằng phong đằng lâm hai ngươi cùng lên đi tốc chiến tốc thắng thanh y nam tử thản nhiên nói ừm đông vương đằng phong và tây vương đằng lâm gật đầu thân hình khẽ động là xuất hiện trên đài cao nhìn xuống người của tứ tượng cung tiếng cười của ngạo vang lên kẻ nào dám lên ta đi đối phó với đằng phong kim viên yêu soái nắm chặt thiết côn trầm giọng nói đây là trận đầu tiên bắt buộc phải dồn hết sức lực nếu thua sẽ làm nhụt chí khí quân mình vậy đằng lâm để ta quỷ điêu yêu soái cũng bước ra họ đều biết tầm quan trọng của hai trận đầu tiên tuy cũng biết về thực lực của lâm động và tiểu viêm nhưng dù sao thì đối thủ không đơn giản dù họ ra tay cũng có lòng nắm chắc phần thắng đương nhiên lâm động cũng hiểu sự lo lắng đó cũng không nói gì nhiều chỉ gật đầu vút hai người thấy vậy cũng không nói gì thêm lướt lên sàn đấu lần lượt đứng trước đằng phong và đằng lâm bốn người đứng đối diện ánh mắt lạnh lùng và đầy sắc khí nhìn nhau khí tức hùng hồn dần tràn ra từ cơ thể họ bốn siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh mọi người nhìn luồng năng lượng đang lan tỏa khắp không gian ánh mắt không khỏi có phần rực cháy hai bên đều là những cường giả đỉnh cao của địa vực mình không biết lần đối đầu này sẽ phân cao thấp thế nào không khi dường như cũng đặc quánh lại áp lực tỏa ra từ trên đài khiến không ít người sắc mặt tái đi lâm động cũng nhìn chăm chăm lên trên rồi đột nhiên nhào mắt lại một âm thanh chấn động nổ ra cuồng phong nổi lên nguyên lực hùng hồn bao bọc quanh bốn thân ảnh bỗng chốc lao vào nhau như những tảng thiên thạch bùm bùm âm thanh kinh thiên động địa không ngừng vang lên bốn đạo quang ảnh đan xen nhau khiến cả không gian như biến dạng nguyên lực trong trời đất điên cuồng hội tụ trận giao đấu này khiến sắc trời cũng như tối lại mấy người lâm động vẻ mặt ngương trọng nhìn trận đánh ác liệt trên đài hai bên đều là thuộc tầng thứ chuyển luân cảnh thực lực tương đương nhưng hai người bọn đằng phong lại có ưu thế huyết mạch thân là huyết thiếu tộc một trong bát đại vương tộc tuy không bằng được tứ bá tộc nhưng so với kim viên và quỷ điêu yêu soái cũng có được ưu thế không nhỏ có điều ưu thế đó không phát huy được tối đa tác dụng hai người bọn kim viên cũng rất thông minh biết tránh né những chiêu hiểm dù gì họ cũng rất siêu quần hai người bọn đằng phong muốn thắng áp đảo cũng rất khó đương nhiên họ cũng không ô mộng đánh bại được bọn đằng phong hiện giờ chỉ cần kéo dài trận đấu đánh hòa coi như thắng lợi rồi đại ca hai kẻ đó thật sự không vừa tiểu viêm vẻ mặt ngương trọng hắn có thể nhận ra hai kẻ đằng phong đang chiếm thế chủ động dù sao chúng cũng là người của huyết thiếu tộc đúng là không dễ đối phó có điều chúng ta cũng không cần phải thắng chỉ cần hòa là được rồi dù thế nào thì chúng ta cũng thua kém mang sơn về nhiều mặt thiên long yêu xoái trầm giọng nói giữ thế trận hòa sao lâm động nhìn lên đài hơi nhíu mày, không biết vì sao hắn cứ cảm thấy việc đánh hòa không dễ như vậy. Nhưng hắn cũng biết nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì muốn chiến thắng rất khó khăn. Trên sàn đấu, bốn thân ảnh lao vào nhau, vô số vết sạn nứt lan rộng, cả bốn đều dậm chân xuống sàn lùi nhanh ra sau hàng nghìn trượng. Sắc mặt bốn người bọn kim viên đều có phần ngưng trọng, hơi thở nặng nề. Rõ ràng trận đấu này đều rất khó khăn đối với cả hai bên. Muốn thắng bọn ta e là không dễ như các ngươi tưởng đâu. Kim viên yêu sói nắm chặt thiết côn, trầm giọng nói, vậy sao? Đằng phong nghe vậy thì cười khẩy, rồi ngoảnh sang thanh y nam tử hắn ta khẽ gật đầu khởi động thế đủ rồi tiếp theo ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tứ tượng chân chính đằng phong cười rồi cùng đằng lâm bước ra bàn tay nắm lại quang trụ chói lòa ngưng tụ nơi tay chúng ngay khi ấy một luồng năng lượng kinh người bùng phát vào, một tiếng gầm trầm đục vọng ra từ tay hai người bọn đằng phong của quang trụ dần ngưng tụ biến thành một cái thạch trụ hàng nghìn trượng bên trên cơ hình thanh long bạch hổ đó là lâm động nhìn hai chiếc thạch trụ trong tay bọn chúng đồng tử co lại xếp thứ 17 trong bảng vĩnh cổ thần vật tứ tượng trấn tiên trụ hai cây thạch trụ chói lòa xuất hiện trong tay hai người bọn đằng phong một cây khắc hoa văn hình thanh long một cây hình bạch hổ thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng long ngâm hổ gầm vang ra tứ tượng trấn tiên trụ ánh mắt lâm động ngưng trọng nhìn hai cây thạch trụ trong tay bọn đằng phong hắn vừa nhìn là nhận ra ngay đó chính là tứ tượng trấn tiên trụ xếp thứ 17 trong bảng vĩnh cổ thần vật không ngờ món thần vật này lại nằm trong tay ngũ vương mang sơn tiểu viêm và thiên long yêu soái ở bên cạnh sắc mặt cũng hơi thay đổi họ có thể cảm nhận được uy năng kinh người tỏa ra từ thạch trụ nằm trong tay những kẻ có thực lực như bọn đằng phong thì uy lực thi triển chắc chắn sẽ kinh thiên động địa phần chiến đấu lực tăng lên đó đủ để phá vỡ thế rằng con này tứ tượng trấn tiên trụ có tất cả bốn cây hai cây trong tay bọn đằng phong kia có lẽ chính là thanh long và bạch hổ trụ xem chừng chúng đã tách bốn cây trụ ra mỗi người giữ một cây nhưng dù thế một cây trụ cũng đã vô cùng lợi hại rồi có lẽ bọn kim viên sẽ thua mất lâm động trầm giọng nói đáng chết thiên long yêu xoái nghiến răng hắn không ngờ mang sơn lại có món thần vật lợi hại như vậy thế này thì sự cân bằng đã bị phá vỡ rồi cả không gian lập tức vang lên những tiếng kêu kinh ngạc khi hai cây thạch trụ xuất hiện. một số người thầm cảm thán, thật không hổ là mang sơn, vốn liếng này đúng là hơn ba vị yêu soái quá nhiều. ha ha, kết thúc đi. đàng phong thấy vẻ mặt khó coi của hai người bọn kim viên thì cười lớn, rồi lập tức phẩy tay. thanh long và bạch hổ trụ biến thành hai đạo hồng quang hàng nghìn trượng, lao vút đi với thanh thế không thể ngăn cản, sẽ tan hư không, oanh kích về phía hai người kim viên yêu soái. vào, kim viên yêu soái gầm lên giận dữ, kim giáp mặc trên người lóe ánh kim chói lòa, trong ánh kim quang những đường hoa văn kỳ dị chuyển động rõ ràng kim giáp của hắn cũng là một món thần vật, nhưng chỉ là loại phổ thông, căn bản không được ghi tên trên bảng vĩnh cổ thần vật. Quỷ điêu cũng cảm nhận được nguy hiểm, thét lên một tiếng rồi thân thể nhanh chóng phình to, bề mặt da điên cuồng mọc ra những chiếc long vũ màu đen. Chớp mắt hắn đã biến thành một con quỷ điêu to hàng nghìn trượng. Tầng phòng ngự quanh người được khai khởi ở mức tối đa, huỳnh Uynh Khi sự phòng ngự của hai kẻ đó được khai khởi thì hai đạo hồng quang đã lao vũ tới, oanh kích mạnh mẽ lên chúng trước vô số ánh mắt chăm chú theo dõi. Âm thanh trầm đục vang lên như tiếng sấm rền, năng lượng cùng bạo bùng nổ tựa bão tố lần đọ sức này không hề có sự giằng co kim quang và hắc hắc quang quanh người quỷ điêu gần như bị hồng quang dị thường phá vỡ ngay lập tức âm thanh trầm đục vang lên lập tức có hai thân ảnh bắn ra sau rơi xuống tạo nên trên mặt đất một khe sâu hàng trăm mét ha ha chỉ chút bản lĩnh đó mà muốn đối đầu với mang sơn không biết tự lượng sức hai người bọn đằng phong đứng trên không cười lớn tay vẫy một cái thạch trụ quay trở lại tay trận chiến lúc này đã kết thúc vô số ánh mắt tiếc nuối nhìn về hai người bọn kim viên lúc này đang rất thảm hại bộ kim giáp trên người kim viên vỡ tan rõ ràng họ không phải đối thủ của hai người bọn đằng phong có trong tay tứ tượng trấn tiên trụ lâm động thấy vậy môi hơi mím lại rồi vẫy tay có người nhanh chóng bay ra dìu hai người kia về bọn ta thua rồi sắc mặt kim viên yêu soái có phần tái nhợt khóe miệng có vết máu ánh mắt nhìn lâm động có phần áy náy xấu hổ vốn dĩ họ giành quyền ra tay trước là muốn cục diện khả quan hơn một chút nhưng nào có ngờ lại thất bại liền hai trận không sao lâm động cười gương mặt vẫn có thể coi là bình tĩnh sự chấn tĩnh đó cũng khiến hai người kim viên thoải mái hơn bọn khốn kiếp Thiên Long yêu soái nghiến răng, hai người bọn Đằng Phong vốn có ưu thế là người huyết thiếu tộc, giờ lại còn tế ra viễn cổ thần vật lợi hại như vậy, đúng là ức hiếp người quá đáng. Trên lôi đài chỉ cần thắng thua, không cần biết thủ đoạn, chúng làm vậy, ta cũng không thể nói được gì. Lâm Động lắc đầu, rồi khẽ nói: "Chúng ta đã thua hai trận, nếu thua thêm một trận nữa thì không còn cơ hội nữa. Trận này để ta đi." Thiên Long yêu soái do dự hỏi, nhưng hắn lúc này không có nhiều tự tin. Thực lực của hắn tương đương hai người kim viên. Nếu đối thủ vẫn còn tứ tượng chấn tiên trụ thì e là hắn khó tránh kết cục thất bại nếu ta vẫn còn cửu thiên trùng phong thì có lẽ sẽ không thua thiên long yêu soái nói rồi dường như ý thức được điều gì bối rối cười cửu thiên trùng phong của hắn đã bị tiểu điêu cướp đi rồi lâm động cười trầm ngâm một chút rồi quay sang nắm lấy bàn tay thiên long yêu soái sau đó lại nhanh chóng rút về trong sự kinh ngạc của mọi người cái này thiên long yêu soái nắm tay lại gương mặt đầy vẻ kinh ngạc cho người mượn lâm động cười được thiên long yêu soái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ rồi gật đầu thật mạnh bay lên sàn đấu nhìn thẳng về phía mang sơn quát tiếp tục ha ha còn chưa đủ mất mặt sao đăng hỏa cười chế giễu rồi cũng bay lên đài hắn hơi nghiêng đầu vẻ mặt thích thú rồi nắm tay lại một cây thạch trụ màu đỏ rực hiện ra trên đó là hình hoa văn chu tước quả nhiên chu tước trụ trong tứ tượng trấn tiên trụ nằm trong tay hắn đăng hỏa cầm trong tay chu tước trụ nhìn thiên long yêu soái cười nhìn thấy thứ này rồi còn không cút xuống thiên long yêu soái cười khẩy hai tay siết chặt nguyên lực hùng hồn dâng trào sinh tử khí giao hòa một cách hoàn mỹ vẫn còn muốn ngoan cố sao thôi được rồi giải quyết cho xong vậy đăng hỏa cười nhạt cũng không có ý định khởi động vung tay một cái chu tức trụ bay vút lên trời ngọn lửa nóng bỏng rực cháy nhiệt độ trời đất tăng lên đáng kể rõ ràng hắn quyết định dùng thủ đoạn mạnh nhất một đòn kích bại sĩ khí của tứ tượng cung uỳnh ngọn lửa đỏ rực xuất hiện phía trên thiên long yêu soái nhìn cảnh đó không ít người thầm cảm thán hôm nay đúng là tứ tượng cung đã mất mặt triệt để rồi thất bại cả ba trận căn bản không gây được chút trở ngại nào cho mang sơn sàn đấu xuất hiện vết nứt thiên long yêu soái ngẩng lê nhìn công thế mãnh liệt đó nghiến răng vung tay lên đột nhiên một chùm sáng màu lam bắn ra phình to biến thành một cái chuông khổng lồ trên đó phát ra thứ âm thanh vô cùng mạnh mẽ keng ngọn lửa hung hăng oanh kích lên cái chuông khổng lồ nhưng không có cảnh tượng nổ tung như mọi người vẫn nghĩ cái chuông vẫn hiên ngang đứng đó tiếng chuông âm không ngừng vang lên chống lại sự xung kích của chu tước trụ cái gì bọn đằng lâm ở bên ngoài thấy thế mặt đều biến sắc đó là định hải trung la thông nhau mắt nhìn cái chuông khổng lồ màu lam giọng nói có phần ngạc nhiên định hải trung xếp thứ 26 trong bảng vĩnh cổ thần vật bọn đằng lâm khựng người lông mày nhíu lại không ngờ tứ tượng cung cũng có chuẩn bị tuy định hải trung xếp hạng kém tứ tượng trấn tiên trụ nhưng dù sao thì đằng hỏa cũng chỉ có một cây chu tức trụ uy lực không thể phát huy toàn bộ đương nhiên khó lòng phá vỡ sự phòng ngự của định hải trung xem ra trận này đằng hỏa không thể thắng được rồi nhưng hắn cũng không thua được la thông bình thản nói không sao thiên long yêu soái đã ra tay còn lại chỉ còn hai tên kia chúng đều chưa đạt tới chuyển luân cảnh không đáng nhắc đến đằng lâm cười khẩy đằng sơn ở bên cạnh nhếch mép cười ánh mắt đầy sắc khí yên tâm ta sẽ khiến chúng hoàn toàn tuyệt vọng trên đài Đăng hỏa thấy công thế bị ngăn cản thì giật mình rồi giận dữ chu tức trụ đột nhiên bùng phát ánh lửa tấn công thiên long yêu soái với tư thái mãnh liệt nhưng nhờ có định hải chung mà thiên long yêu soái cũng chặn được hết công thế không hề bị yếu thế có điều tuy chặn được công kích nhưng sự phản kích của hắn lại không thể đánh tan chu tức trụ của Đăng hỏa ai cũng nhận ra hai bên khó phân thắng bại trận này không ai giành phần thắng được hai bên rằng co thêm một lúc rồi cũng bất lực rút lui trận này đã hòa tiểu viêm chậm rãi bước ra trước vô số ánh nhìn chăm chú rồi chân giậm mạnh thân hình lao vút đi đáp xuống sàn đấu vào khi tiểu viêm động thân thì đội hổ phệ quân cũng phát ra từng trận tiếng gầm thét sau đó tất cả cùng ngồi xếp bằng khí tức cùng hắc quang mạnh mẽ lan tỏa với khí thế kinh người vẻ mặt tiểu viêm lạnh băng chân rậm mạnh mặt đất rung chuyển chỉ thấy vùng hắc quang kia biến thành từng đợt từng đợt ánh sang chui vào người tiểu viêm rắc khi luồng năng lượng hung hồn đó chui vào cơ thể vốn dĩ đã to lớn của tiểu viêm càng nở to thêm bề mặt da hắn nổi lên vô số đường gân xanh phát ra từng luồng năng lượng kinh người tiểu viêm hiện nay đã dung hợp với khí tức của hổ phệ quân Thực lực này đủ để sang ngang với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Khoảng cách giữa từ huyền cảnh viên mãn và chuyển luân cảnh là rất lớn, mà tiểu viêm lại không có sức mạnh của tổ phù. Vì thế hắn chỉ có thể dựa vào việc dung hợp với hổ phế quân, đội quân do một tay hắn bồi dưỡng nên. Hắn thật lợi hại, không ngờ có thể biến sức mạnh của đội quân đó thành của mình. Ở đây có không ít người nhãn lực tốt, nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt đều ngương trọng. Họ biết kiểu dung hợp này khó thực hiện đến thế nào. Dù gì đó cũng không phải sức mạnh thuộc về mình, muốn biến thành của mình căn bản là không thể trừ phi hắn và hồ phệ quân đạt được sự hiểu nhau một cách hoàn hảo nếu không chỉ cần có chút sai sót là thứ sức mạnh đi mượn đó sẽ giống như thuốc nổ khiến cơ thể nổ tan tành trong yêu vực không thiếu những cường giả đỉnh cấp có đội quân thực lực kinh người nhưng dù là họ cũng không dễ gì có thể dung đến cách này vì không thể kháng cự được sự phản phệ của nó thủ đoạn của viêm soái càng ngày càng kinh người ba người thiên long yêu soái thấy khí thế của tiểu viêm như vậy vẻ mặt đều kinh ngạc tiểu viêm hiện nay rõ ràng đã mạnh hơn hai tháng trước rất nhiều lần này dù là họ cũng cảm thấy khó lòng thắng được lâm động khẽ gật tiểu viêm dựa vào sức mạnh của hồ phệ quân giờ đã không thua kém gì cường giả chuyển luân cảnh dù là đằng sơn có trong tay một trong tứ tượng trấn tiên trụ muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng có điều cục diện hiện tại đối với chúng ta quả thực là quá xấu thiên long yêu soái cười khổ trong ba trận họ thua hai hòa một chưa nói đến việc thua thêm trận nữa ngay việc hòa cũng không được phép vì thế muốn xoay chuyển cục diện thì trận này tiểu viêm bắt buộc phải thắng như thế mới có cơ hội hai người kim viên cười khổ ánh mắt có phần xấu hỏ dù sao bị rơi vào thế yếu thế này là do họ đã thua hai trận trước không cần vội cứ từ từ vẫn chưa hoàn toàn thua mà lâm động cười cục diện hiện tại đúng là rất bất lợi cho họ nhưng dù sao vẫn còn một tia hy vọng cứ thế từ bỏ không phải phong cách của hắn ba người bọn thiên long yêu soái thấy đến lúc này mà lâm động vẫn giữ được sự bình thản đó trong lòng không khỏi thấy khâm phục tâm tính này quả thực họ không thể sánh được lâm động có thể khiến con mãnh hổ hung sát như tiểu viêm cam tâm tình nguyện gọi đại ca đúng là có mị lực riêng của hắn lâm động huynh ta trả lại định hải trung vừa rồi nhờ cả vào nó thiên long yêu soái thấy cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu đưa định hải trung cho lâm động lâm động cười nhận lấy liếc nhìn thấy ánh mắt không nỡ của thiên long yêu soái nói ta cứ tạm lấy lại nó nhưng sau này chúng ta là người trên cùng một con thuyền nếu ta thấy được thì có lẽ sẽ tặng người đương nhiên ai cũng có phần ba người thiên long yêu soái nghe vậy đều giữ người vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng trong ánh mắt hiện lên sự mừng rõ đến tầng thứ của họ thần vật bình thường đã không còn sức hấp dẫn gì nữa chỉ có những món có tên trong bảng viễn cổ thần vật thì mới có sức dụ hoặc lớn mà những thứ thần vật đó thường đều chỉ có thể cầu mà không thể có được có điều đối với lâm động người có thần vật bảo khố thì đó không phải vấn đề lớn lâm động quay sang nhìn lên sàn đấu phía trước khóe miệng hơi cong lên ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh tự tìm đến tận cửa không thu nạp về cha phải quá ngu xuẩn sao chỉ là từ huyền cảnh viên mãn cũng chỉ dựa vào một vài thủ đoạn này mới miễn cưỡng lộ diện sao khi lâm động thu lại ánh mắt thì một tiếng cười khẩy vọng tới từ phía mang sơn đằng sơn hiện ra trên sàn đấu nhìn tiểu viêm với khí tức kinh người không kìm được nhếch môi có điều tuy ngoài miệng chế giễu như vậy nhưng ánh mắt đằng sơn không hề có bất cứ sự coi thường nào khí tức tỏa ra từ cơ thể tiểu điêu đủ để khiến hắn phải nhìn nhận một cách nghiêm túc tiểu viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn đằng sơn cũng không giải thích bất cứ điều gì tay nắm lại một cây cự trì khổng lồ màu đen hiện ra khi cự trì xuất hiện mặt đất xung quanh tiểu viêm lập tức xuất hiện vô số vết sạn nứt cửu đỉnh thần trì đằng sơn nhìn cây cự trì với đầy đường hoa văn huyền diệu ánh mắt có phần ngương trọng quả nhiên có chút bản lĩnh đằng sơn trầm giọng rồi một cây thạch trụ hiện ra trên đó là hoa văn huyền vũ thấp thoáng có thể nghe thấy âm thanh trầm đục vọng ra đối diện với tiểu viêm có trong tay cửu đỉnh thần trùy hiển nhiên hắn không dám chậm trễ vào cánh tay cầm cửu đỉnh thần trùy của tiểu viêm dần trở nên to hơn ánh mắt dần biến thành màu đỏ quạch tiếng gầm khàn vang ra chân rậm mạnh thân hình xoẹt một tiếng xé tan hư không chớp mắt đã xuất hiện phía trên đằng sơn cửu đỉnh thần trùy giáng thật mạnh xuống vào khoảnh khắc đó đến không gian vô hình cũng vỡ vụn keng thạch trụ cũng hung hãn lao về phía thần trùy một cơn cùng phong kinh người bùng phát từ cơ thể hai bên tiếng sấm sét trầm đục vang dình khiến bao người đinh tai nhức óc cuộc chiến thật ác liệt mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn hai thân ảnh đang hung hăng lao vào nhau trên sàn đấu trận chiến này thật có tính kích thích thị giác cao keng 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 hai người trên sàn đấu không hề có ý tránh né mỗi đòn đều là sự va chạm ác liệt của thần trùy và thạch trụ không gian nơi hai thân ảnh đi qua đều nổ tung kinh phong lan tỏa mặt đất vỡ ra thành vô số khe nứt sâu khổng lồ đây lại là một trận đấu khó lòng phân thắng bại viêm soái của lôi uyên sơn đúng là hung hãn thật có thể không phân thắng bại với đằng sơn với huyền vũ trụ trong tay đúng thế nhưng cục diện này vẫn không tốt lắm cho tứ tượng cung dù tiểu viêm có hòa đằng sơn thì vẫn là hai thua hai hòa tứ tượng cung như vậy là thua rồi ai đáng tiếc dù gì thì tứ tượng cung vẫn thiếu vốn liếng không thể sánh được với đại vật đã thành lập nhiều năm như mang sơn được khi trận đấu giữa hai bên dần rơi vào thế rằng co xung quanh dần vang lên những lời bàn tán to nhỏ mấy người thiên long yêu soái sắc mặt nặng nề ánh mắt đầy sự lo lắng họ nhìn lâm động thì lại thấy hắn vẫn bình tĩnh như cũ dường như không hề bận tậm đến cục diện không tốt lắm trước mắt vậy binh cùng phong bùng nổ hai thân ảnh chạm vào nhau lập tức bật ra sau khi chạm đất bàn tay mỗi bên đầu có máu tươi chảy ra. Hề hey hề, hey, đúng là lợi hại. Không ngờ ta cũng có ngày bị một tử huyền cảnh viên mãn cầm hòa. Bàn tay đầy máu của Đằng Sơn cầm huyền vũ trụ, cười lạnh. Nhưng cũng đến đây được rồi, trận tỷ thí này hòa thì các ngươi thua rồi. Tiểu Viêm ngẩng đôi mắt đỏ quạch lên, nhếch mép, thua. Huyền vũ trụ của ta sở trường là phòng ngự, dù ngươi có cửu đỉnh thần trì thì cũng không thể phá vỡ được. Không tính là hòa thì ngươi thắng ta sao? Đằng Sơn cười châm chọc. Vậy thì để ta phá vỡ cái mai rùa đen của ngươi. Tiểu Viêm cười khẩy, thân hình lao tới, cây cự trì bỗng biến to hàng nghìn trượng truy còn chưa giáng xuống thì sàn đấu đã vỡ tung huyền vũ trì bích đằng sơn thấy vậy cười khẩy tay cầm thạch trụ rung lên ánh sáng chói lòa rồi ngưng tụ lại thành quang ảnh huyền vũ khổng lồ quang ảnh chỉ tĩnh lặng đứng đó nhưng lại tỏa ra thứ khí thế kinh người hủy diệt thiên địa hiển nhiên huyền vũ quang ảnh có khả năng phòng ngự vô cùng khủng khiếp uỳnh uỳnh thần trì giáng mạnh xuống thế nhưng khi sắp chạm vào quang ảnh thì thần trì bỗng nhiên dừng lại tiểu viêm búng tay bắn ra một đạo hắc quang đó là một viên ngọc màu đen bong phụt viên ngọc đen nổ ngay trên quang ảnh huyền vũ rồi vô số tia hắc quang bám lên quang ảnh quang ảnh huyền vũ vốn mang khả năng phòng ngự lớn lao bỗng tỏa khói trắng cả quang ảnh nhanh chóng bị ăn mòn biến cố này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người ngay đằng sơn cũng sững sờ hẳn là hắn không ngờ lớp phòng ngự mạnh nhất của mình lại bị một viên ngọc đen phá giải sao có thể như vậy đằng sơn thất thanh thế nhưng không đợi hắn hiểu tình hình thì thần trì đã giáng mạnh lên người hắn dầm âm thanh trầm đục vang lên Mọi người nhìn thấy thân ảnh thảm hại của Đằng Sơn bay ra sau, máu tươi bắn tung tóe, sau khi bay đi hàng nghìn trượng rồi mới rơi xuống đất. Mọi ánh mắt đều nhìn về Đằng Sơn sau khi rơi xuống đất không còn động tĩnh gì nữa, không biết còn sống hay đã chết. Tiếng huyên náo lập tức biến mất. Đằng Sơn thua rồi. Thân thể Đằng Sơn bị khảm hẳn xuống mặt đất, xung quanh là những khe nứt sâu mở rộng về phía xa. Cả không gian lúc này rơi vào trạng thái sững sờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Đằng Sơn thua rồi sao? Mọi người nhìn nhau, đều nhận ra trong mắt đối phương sự kinh hãi không thể che giấu nào ai có ngờ đằng sơn trong tay có huyền vũ trụ nổi danh về phòng ngự lại bị tiểu viêm đánh tan chính diện như vậy việc này đến siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng không thể cơ mà viêm soái lợi hại thật sự tĩnh lặng kéo dài một lúc lâu cuối cùng cũng có người sực tỉnh không kìm được cảm thán dựa vào thực lực tử huyền cảnh viên mãn đánh bay một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh tin này mà truyền đi có lẽ sẽ khiến danh tiếng của tiểu viêm trở nên vang dội thắng rồi sao ba người bọn thiên long yêu soái cùng sững sờ sắc mặt cùng trở nên cổ quái họ không thể ngờ trong năm người người giành thắng lợi đầu tiên không phải ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh bọn họ mà lại là tiểu viêm mới chỉ là tử huyền cảnh viên mãn tuy mức độ ngang ngược của thực lực tiểu viêm không hề thua kém họ nhưng muốn kích bại đằng sơn vẫn là rất khó nhưng không ngờ tầng phòng ngự mạnh nhất của đằng sơn lại bị tiểu viêm phá vỡ nhanh như vậy viên ngọc màu đen đó rốt cuộc là thứ gì ba người thiên long yêu xoáy nhìn nhau thứ hắc quang tỏa ra từ viên ngọc lúc nãy mang trong mình sức mạnh ăn mòn đáng sợ nó giống như một thứ hắc ám có thể ăn mòn mọi ánh sáng lâm động cười cười cũng không giải thích gì nhiều còn viên ngọc đen kia đương nhiên là hắc ám chấn ma châu mà hắn có được từ hắc ám chủ sau khi giải quyết xong ma hải lâm động vẫn còn hai viên vừa rồi đưa cho tiểu viêm một viên mới giành được thắng lợi này thắng được trận này bây giờ chúng ta hai thua một hòa một thắng tính ra vẫn thua chúng một trận thiên long yêu xoáy nhìn lâm động rồi liếc nhìn kẻ mạnh nhất bên mang sơn cười khổ hạ giọng nói lâm động huynh chúng ta thắng được mang sơn trận này đã là oai phong rồi hôm nay dù có thua thì kẻ khác cũng không nói được gì dù gì thế lực Mang Sơn cũng rất lớn còn Tứ Tượng Cung chỉ là một liên minh mới hình thành, trận chiến này vốn dĩ đã là không công bằng, nhưng Tứ Tượng Cung vẫn thắng được một trận. Điều này đã đủ để chứng minh thực lực của họ, có lẽ người ngoài cũng không thể nói này nọ. Hai người Kim Viên gật đầu, còn một trận cuối cùng nữa, trận này thì họ đã thua đến chín phần. Dù Lâm Động có bất ngờ cầm hòa được thì Tứ Tượng Cung vẫn thua. Không phải vẫn chưa kết thúc sao, Hà Tất phải nhận thua. Lâm Động cười, ngừng một chút, khóe miệng nhếch lên, nói: "Nếu trận cuối ta thắng thì Thiên Lôi Đài coi là hòa đúng không?" hắn vừa dứt lời thì cảm thấy bên cạnh đột nhiên lặng như tờ ngoảnh lại thì thấy ba người thiên long yêu soái đang sững sờ nhìn mình một lúc sau họ mới tỉnh lại cười gượng lâm động huynh huyền vương la thông là kẻ mạnh nhất trong ngũ vương mang sơn hơn nữa hắn là cửu phụng tộc chiến lược vì thế mà rất lớn muốn thắng hắn không phải dễ đâu lâm động nghe va cũng hiểu xem ra mấy người đó không kỳ vọng gì nhiều vào việc chiến thắng dù gì thì cái tên huyền vương la thông không phải nhỏ hơn nữa lâm động cũng không thể không thừa nhận tuy hiện tại thực lực của hắn đã là từ huyền cảnh đại thành đỉnh phong nhưng khoảng cách với la thông vẫn còn quá lớn khoảng cách đó không phải dễ dàng lấp đầy. Ha ha, đương nhiên nếu Lâm Động Huynh thắng được La Thông thì Thiên Lôi Đài sẽ kết thúc với cục diện hòa. Đến lúc đó Mang Sơn chỉ có thể rút lui, tứ tượng cung chúng ta coi như giải trừ được nguy cơ. Thiên Long yêu xoái cười. Đương nhiên, Lâm Động Huynh cũng phải cẩn thận, nếu thật sự không được thì nhận thua là xong. Thua Mang Sơn chúng ta cũng không mất mặt, ta sẽ cố hết sức. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn thân ảnh đứng ở vị trí hàng đầu của Mang Sơn, hai bàn tay chậm chậm siết lại khó khăn lắm hắn mới thúc đẩy được sự hình thành của tứ tượng cung nếu lần này bị đả kích như vậy thì có lẽ mọi nỗ lực của hắn sẽ đổ hết xuống sông xuống bể đương nhiên hắn không hề muốn nhìn thấy điều đó đại ca trong bao ánh mắt chú ý tiểu viêm bay trở về gương mặt vẫn đầy vết máu của hắn hiện vẻ phấn chấn trận này hắn ra trận coi như đã làm mất được chút thể diện của mang sơn làm tốt lắm lâm động cười biểu hiện vừa rồi của tiểu viêm quả thật không thể chê trách được gì đại ca trận tới phải dựa vào huynh rồi tiểu viêm cười khác với bọn thiên long yêu soái hắn hoàn toàn tin tưởng vào lâm động dù huyền vương la thông là lợi hại nhất mang sơn nhưng hắn dường như không hề cho rằng lâm động với thực lực chỉ là tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong sẽ thua mấy người thiên long yêu soái ở bên cạnh nghe vậy thì chỉ có thể thầm cười khổ hẳn là họ không hiểu nổi tiểu viêm lấy đâu ra lòng tin đó lâm động cũng không nói gì vỗ vỗ cánh tay tiểu điêu rồi bước lên sàn đấu hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía mang sơn trên bình nguyên những tiếng xôn xao ồn ào vì thất bại của đằng sơn dần lắng xuống mọi ánh mắt đổ dồn về phía thân ảnh gầy gò kia với ý tứ khó hiểu sau cú lội ngược dòng của tiểu viêm có lẽ lúc này không còn ai dám coi thường lôi uyên sơn nữa hơn nữa là người đứng ngoài đương nhiên họ vui vẻ chứng kiến sự kịch tính trên thiên lôi đài họ rất muốn biết đối diện với sự đàn áp của mang sơn tứ tượng cung mới hình thành sẽ cuột khởi hay chỉ là ngôi sao trổi lóe lên rồi vụt tắt không ngờ tứ tượng cung lại có bản lĩnh như vậy đàng phong cho người diều đằng sơn về nhìn dáng vẻ thảm hại của đằng sơn vẻ mặt hắn tối sầm lại vốn dĩ chỉ cần thắng trận này nữa là chấn áp được tứ tượng cung nhưng kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của tất cả mọi người viên ngọc đen ban nãy hắn ném ra rất kỳ quái đằng sơn nghiến răng phòng ngự của hắn lợi hại nhất trong bốn người nhưng lại bị hắc quang phá vỡ dễ dàng ngươi đã thua đừng có tìm cớ biện minh la thông vẻ mặt lạnh lùng bước ra có điều cũng không sao hãy để ta dập tắt chút hy vọng le lói đó của chúng ta rất thích khiến kẻ khác phải tuyệt vọng bốn người bọn đằng phong gật đầu ánh mắt tối tăm nhìn lâm động cười khẩy hắn xui xẻo rồi chúng biết rằng tuy la thông nhìn có vẻ hòa nhã nhưng thủ đoạn thì hiểm ác nhất Xe, ra lâm động không có cơ hội rút lui mà toàn thay rồi ánh mắt của mọi người cùng dừng lại trên người la thông hắn ngẩng lên lạnh lùng nhìn lâm động thân hình hơi động khẽ khi xuất hiện lại thì đã ở trên sàn đấu lâm động nhìn la thông thân thể hơi căng thẳng hắn có thể cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm từ la thông từ xưa tới nay khi giao đấu ta chưa từng nương tình nhưng trước mỗi lần ta đều cho đối thủ một cơ hội hoặc là chủ động nhận thua hoặc là lâm động dừng lại nhìn lâm động khóe miệng nhếch lên lạnh băng chết sau khi chữ cuối cùng thốt ra tất cả đều cảm nhận được luồng sắc khí khi người lan tỏa từ người la thông ngươi có thể nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi là gì không La Thông thẻ cái lưỡi đỏ lòng của mình liếm môi, ánh mắt nhìn Lâm Động như mèo vờn chuột. Lâm Động cũng nhìn hắn, rồi nụ cười nở trên gương mặt trẻ tuổi. Ngươi nói nhiều lời thừa thãi thật, vì những người đang chờ Lâm Động trả lời không kìm được phì cười. Đến lúc này mà hắn vẫn có thể chọc tức La Thông, thật không biết sống chết, nhưng cũng rất thú vị. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén lắm, bốn người đằng phong mí mắt không kìm được giật giật. Tên tiểu tử này đúng là muốn chết rồi. Vẻ mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh, dường như không bị lời nói của Lâm Động chọc giận. Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi bàn tay chậm rãi thò ra khỏi ống tay áo giữa mười đầu ngón tay của hắn có vô số tia sáng bao quanh ngươi sẽ phải hối hận uỳnh gần như ngay lập tức ánh sáng hoa lệ bùng nổ ra từ cơ thể la thông một luồng nguyên lực dồi dào cũng lan tỏa khắp không gian cả không gian đã trở nên rực rỡ chói lòa chỉ là trong sự rực rỡ đó lại ẩn chứa một sự chết chóc rõ ràng la thông kẻ lợi hại nhất mang sơn đã động sát tâm rồi vù lâm động nhìn trận thế kinh người đó hít sau một hơi sắc mặt có phần ngương trọng rồi bề mặt ra hắn dần trở nên óng ánh vào tiếng long ngâm tựa như vọng về từ thời vĩnh cổ vang lên xương cốt trong người lâm động dường như nhu động cơ thể hắn bùng nổ một luồng năng lượng kinh người bùm hai tay siết chặt đôi mắt đen của lâm động trở nên sắc lạnh dị thường sức mạnh của long cốt hồng hoang đã bắt đầu lộ diện muốn diệt ta vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không tiếng long ngâm trong vắt vọng ra từ cơ thể lâm động vang khắp không gian thanh quang chói lòa bao quanh bề mặt cơ thể hắn tỏa ra một thứ uy lực kinh người võ học của long tộc la thông nghe tiếng long ngâm đó ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi khẽ lắc đầu chẳng trách mà tiểu tử này lại ngông cuồng như vậy thì ra hắn tu luyện võ học của long tộc nhưng lẽ nào hắn tưởng rằng dựa vào điều này mà có tư cách ngông nghênh trước mặt la thông hắn sao hôm nay dù có là trưởng lão long tộc ở đây thì cũng không thể ngông nghênh như vậy ngươi chỉ là con người tu luyện võ học long tộc thì lấy tư cách gì la thông cười châm chọc ánh mắt tối lại rồi nắm đấm siết chặt chỉ thấy nguyên lực ảo ạt ngưng tụ trên không trung chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái lông vũ mỹ lệ ở viền phủ đầy giang cưa ánh sáng tỏa ra cũng khiến không gian rung chuyển la thông búng tay cái lông vũ lập tức xuyên thủng hư không lao thẳng về phía lâm động dầm thấy la thông triển khai công thế lâm động hư một tiếng Dậm mạnh chân xuống, sàn đấu rung chuyển, thanh quang bùng nổ, chỉ thấy vô số đạo thanh long bay ra từ cơ thể hắn. 300 con, chớp mắt đã hình thành 300 con thanh long với sức mạnh kinh người. Khi thực lực Lâm Động được tăng dần lên thì thanh thiên hóa long quyết cũng ngày một tăng tiến. Đến nay Lâm Động đã dựa vào sức mình ngưng tụ được 300 con thanh long. Nhớ hồi xưa giao đấu với hai người bọn Hoa Thìn ở Viêm Thần Điện, Lâm Động dựa vào sức mạnh của Đại Hoang Vu Kinh mà cũng chỉ được từng nó. Đối mặt với đối thủ đáng gờm, thực lực vượt xa Hoa Thìn như La Thông, hiển nhiên Lâm Động không dám có chút khinh thường dù thế nào thì thực lực của la thông cũng hơn hẳn muốn đối kháng với hắn phải dốc toàn lực uỳnh ba trăm con thanh long bay ra lâm động không có bất cứ động tác thừa thãi nào hắn bước chân ra tung một quyền không hề hoa mỹ nhưng mang sức mạnh đáng sợ có thể đập tan một ngọn núi không khí bị thứ năng lượng đó chèn ép đến nổ tung ba trăm con thanh long ngưng tụ thành một con thanh long khổng lồ dơ nanh múa vuốt xuyên thủng hư không hung hăng lao thẳng về phía cái lông hoa lệ kia bùm âm thanh đinh tai nhức óc vang lên sóng xung kích mạnh mẽ cuộn trào tạo nên một cơn phong ba mặt đất đều bị lật tung lên từng tầng tất cả mọi người đều nhìn trận đối đầu kinh người với ánh mắt ngưng trọng có đi phải có lại ta trả lễ ngươi ánh sáng bao trùm sàn đấu dần tan đi lâm động toàn thân được bao bọc bởi thanh quang dần xuất hiện hắn nhìn la thông cười khẩy rồi đấm mạnh xuống đất dầm một khe nứt hàng nghìn trượng bắt đầu hình thành và kéo dài chớp mắt đã tới dưới chân la thông rồi thanh quang phun trào tựa núi lửa một con cự long ập tới tấn công la thông lễ này nhỏ quá ánh mắt la thông lạnh băng cũng không thấy hắn có bất cứ hành động gì một làn sóng xung kích ánh sáng bùng phát từ cơ thể hắn đánh tan con cự long thực lực chuyển luân cảnh quả nhiên phi phàm dù thực lực lâm động đã tăng tiến như vậy nhưng công thế vẫn bị la thông dễ dàng hóa giải xoẹt có điều ngay khi con cự long vừa nổ tung thì một thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện trước mặt la thông tiếng sấm sét rền vang một cây trường thương lấp lánh lôi quang với tư thái hung hãn nhằm thẳng ít hầu la thông mà đâm tới hừ thế nhưng đối mặt với công thế mạnh mẽ đó la thông chỉ hừ lạnh điểm một ngón tay ra một vùng sáng chói lòa lan tỏa rồi biến thành một cái lông vũ nữa chặn đứng cây trường thương xoạt xoạt công thế bị chặn đứng lâm động biến thành tàn ảnh thương ảnh nhằm tới những yếu huyệt của la thông mà ập tới như vũ bão tinh 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 những âm thanh lanh lảnh giòn tan không ngừng vang lên mọi người chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ xông tới nhưng mỗi khi sắp chạm tới người la thông thì lại có một cái lông vũ hiện ra và chặn lại một kẻ công thế tự vũ bão liên miên không ngừng một kẻ vững chãi tựa núi không hề suy chuyển hóa giải mọi công thế thành hư vô công kích của ngươi chỉ đến mức này thôi sao không phá nổi lớp phòng ngự của ta mà cũng dám khiêu chiến la thông nhìn vô số đạo tàn ảnh kia cười khẩy lâm động coi như không nghe thấy gì công thế ngày càng hung mãnh nhưng không một ai nhận ra khi tinh thần hắn đang ngày một tập trung thì xương cốt cũng đang chậm rãi nhu động nhìn giống như con cự long ngủ vùi hàng vạn năm đang dần tỉnh lại keng lại một tiếng động lanh lảnh la thông dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi thương ánh sáng lấp lánh nơi đầu ngón tay khiến cây trường thương không thể động đậy gì được không biết lượng sức mình lâm động không chế được trường thương cười lạnh nhìn thân ảnh đầu thương bên kia nhưng khi hắn nhìn thì lại phát hiện trong đôi mắt đen của đối phương không biết từ khi nào đã hiện ánh tử kim quang thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta phải run rẩy xoạch đôi mắt tử kim quang lạnh lùng nhìn la thông rồi thân thể lâm động rung lên đến ngay sát la thông và tung trưởng gào ngay vào khoảnh khắc lâm động tung trưởng long cốt hồng hoang trong cơ thể bỗng rung mạnh năng lượng hung hồn trào dâng vẫn là 300 con thanh long bay ra từ cơ thể lâm động như lần này màu xanh đã biến thành màu tử kim 300 con tử kim long gầm thét uy lực tỏa ra mạnh hơn thanh long trước đây của lâm động không biết bao nhiêu lần đó là sự thay đổi khi long cốt hồng hoang được cường hóa bùm không gian phía trước lâm động gần như ngay lập tức toát ra thành một cái khe khổng lồ sắc mặt la thông lúc này cuối cùng cũng thay đổi công thế của lâm động đã mạnh hơn gấp mấy lần trước đó cửu phụng thiên vũ thuẫn la thông hô lên ánh sáng chói lòa nhanh chóng biến thành tấm lá chắn lông vũ phía trước mặt hắn trên đó lưu chuyển thứ sinh tử khí đậm đặc tỏa ra cảm giác kiên cố kinh người nhưng công thế của lâm động không vì thế mà dừng lại chỉ thấy trong mắt hắn tử kim sắc càng thêm mạnh mẽ long cốt hồng hoang phát ra vô số tiếng gầm thét vang vọng trong cơ thể lâm động cuối cùng biến thành sức mạnh hung hồn chảy vào trường phong của hắn ba trăm con tử kim long càng thêm chói sáng rầm long quyền màu tử kim nặng nề giáng thẳng xuống tấm lá chắn lông vũ vào khoảnh khắc tiếp xúc tất cả mọi người đều cảm thấy dường như tim rung lên dữ dội rồi một luồng xung kích năng lượng không thể hình dung cuộn trào sàn đấu khổng lồ gần như lập tức nổ tan tành bùm sóng xung kích lan tỏa vô số ánh mắt nhìn chăm chăm về hướng tạo ra nó rồi đột nhiên có một âm thanh chói tai vang lên một thân ảnh từ nơi đó bắn ra xa hàng nghìn trường nhưng khi hắn sắp chạm mặt đất thì đã đứng vững ngay lại được ồ mọi người thấy thân ảnh đó suýt rơi xuống đất thì ồ lên trong mắt đều hiện vẻ khó tin vì kẻ suýt nữa thất bại đó lại là la thông hắn ta thật lợi hại một số người nhìn nhau đều nhận thấy sự chấn động trong mắt đối phương với thực lực từ huyền cảnh đại thành đỉnh phong mà phá vỡ được sự phòng ngự của cường giả chuyển luân cảnh, rốt cuộc cần sức mạnh lớn đến thế nào? hai người của lôi uyên sơn quả nhiên không phải loại tầm thường. lâm động cũng dần hiện ra trên bầu trời, thân thể hắn vốn bọc thanh quang giờ đã chuyển thành màu từ kim. Thư ánh sáng này ngưng tụ phía sau hắn, tạo thành hình một con cự long khổng lồ không nhìn thấy đuôi. cự long cúi xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn mọi sinh linh. thứ uy lực này khiến không ít cường giả thở thôi cũng thấy khó khăn. không ai có thể ngờ thứ uy lực chỉ long tộc mới có lại xuất hiện ở một con người hơn nữa mức độ thuần chính của nó lại vượt xa nhiều cường giả đỉnh cấp trong long tộc mấy người bọn đằng phong sắc mặt đều vô cùng nặng nề rõ ràng chúng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ lâm động cụ một tiếng ho khẽ vang lên la thông lúc này khá thê thảm quệt máu khóe miệng ngẩng lên nhìn lâm động nụ cười mang đậm sát ý ta đã đánh giá ngươi cao rồi nhưng không ngờ vẫn chịu thua thiệt có điều sẽ không cho ngươi cơ hội nữa đâu dứt lời hai mắt la thông lóa sáng sát ý nồng nặc bùng nổ hắn siết nắm đấm chỉ thấy bốn người đằng phong rung lên bốn cột quang trụ bắn lên trời rồi rơi xuống cạnh la thông tứ tượng trấn tiên trụ đã bị la thông khống chế rõ ràng cuối cùng la thông cũng phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng rồi bốn cột quang trụ xuất hiện quanh người la thông xung quanh bị bao trùm bởi một thứ áp lực kinh người lúc này tứ tượng trấn tiên trụ đã nằm cả trong tay la thông trước đó bốn người bọn đằng phong chỉ dựa vào một trong bốn cây tứ tượng trấn tiên trụ đã đánh bại hai người bọn kim viên yêu soái còn bây giờ cả bốn đã hợp lại uy lực thật sự của tứ tượng trấn tiên trụ cũng được hiển hiện tiểu tử này có thể buộc la thông phải dùng đến cả bốn tứ tượng trấn tiên trụ bốn người bọn đằng phong thấy thế sắc mặt đều có phần nặng nề nhưng rồi lập tức cười khẩy sự việc đến nước này thì có lẽ trận chiến cũng sắp kết thúc rồi mấy người thiên long yêu soái ở phía xa sắc mặt cũng trở nên khó coi thực lực la thông vốn dĩ đã vượt xa lâm động không ngờ hắn còn dùng đến cả tứ tượng chấn tiên trụ hoàn chỉnh để đối phó với lâm động yên tâm đại ca không thua dễ vậy đâu so với mấy người thiên long yêu soái tiểu viêm lại tỏ ra khá trấn tĩnh đối với lâm động hắn có một niềm tin gần như mù quáng cho dù ha biết đối thủ kia mạnh đến mức nào ba người thiên long yêu soái nghe thế thì nhìn nhau sự lo lắng cũng giảm bớt phần nào sau cuộc đối đầu vừa rồi của lâm động và la thông có thể thấy thực lực lâm động đã tăng tiến hơn hai tháng trước rất nhiều từ việc hai tháng trước mà lâm động đã dám đối đầu chính diện với thiên long yêu soái có thể thấy hắn hiện nay không hề đơn giản trước vô số ánh mắt chăm chú nhìn vẻ mặt la thông trầm lặng chỉ là ánh mắt thì lóe hàn quang lạnh lẽo rồi hắn bỗng xiết nắm đấm uỳnh bốn cột quang trụ nhanh chóng tụ lại với nhau biến thành một cây thạch trụ khổng lồ bốn màu trên thạch trụ bao phủ bởi những đường hoa văn tứ tượng tỏa ra một thứ năng lượng đáng sợ thứ năng lượng ấy rõ ràng cường hãn hơn một tứ tượng chấn tiên trụ rất nhiều kết thúc rồi ánh mắt la thông sắc lẹm tựa đao găm chặt về phía lâm động giọng nói âm u trầm đục vang lên hắn vung tay tứ tượng chấn tiên trụ biến thành một đạo ánh sáng bốn màu bắn ra đi đến đâu phong lôi nổ ầm ầm đến ấy áp lực vô hình bao phủ chèn ép không gian quanh người lâm động vùng không gian đó biến dạng tựa nhà lao phong tỏa mọi đường lui của lâm động tứ tượng chấn tiên trụ vừa ra tay là hiển lộ sức mạnh kinh người đôi mắt tràn ngập màu tử kim của lâm động nhìn chăm chăm thanh thiên hóa long quyết nhưng điều mọi người không ngờ tới là dù phải đối diện với công thế đủ để đánh bại cường giả chuyển luân cảnh thì gương mặt lâm động vẫn không hề có chút kinh hoàng mà ngược lại có chút cổ quái viễn cổ thần vật sao khóe miệng lâm động khẽ động rồi hắn cười khó hiểu lầm bầm món thần vật này đúng là lợi hại có điều không có tác dụng mấy với ta dứt lời lâm động đưa bàn tay ra ánh sáng ngưng tụ rồi một tòa điện cỡ tí hon hiện ra theo đó là một luồng năng lượng kỳ lạ đây hiển nhiên là huyền thiên điện xếp thứ 10 trong bảng vĩnh cổ thần vật uỳnh huyền thiên điện vừa xuất hiện thì một tiếng nổ vang lên thân điện phình to chớp mắt đã to hàng nghìn trượng Cánh cửa đại điện vang lên tiếng két két, chậm chậm mở ra. Ngay khi đó, tứ tượng trấn tiên trụ bỗng có những luồng năng lượng hỗn loạn, La Thông thấy dị biến đó, sắc mặt có phần bất an. Ẩm, cuối cùng Huyền Thiên Điện hoàn toàn được khai mở. Phía sau cánh cửa bán ra hàng vạn tia sáng, khi ra khỏi Huyền Thiên Điện lập tức biến thành vô số sợi xích quấn lấy tứ tượng trấn tiên trụ. Uỳnh, khi bị những sợi xích đó quấn lên, năng lượng cùng bạo của tứ tượng trấn tiên trụ đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Dường như tất cả sức mạnh đều bị những sợi xích kia áp chế vậy. Đồng thời có một luồng hấp lực mạnh mẽ trào ra từ trong đại điện tứ tượng trấn tiên trụ rung lắc như muốn lao vào trong đại điện cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc họ vốn tưởng sau khi la thông tế ra tứ tượng trấn tiên trụ thì trận đấu sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng không ngờ lại có thay đổi quỷ dị này ngươi sắc mặt la thông kịch biến hắn cảm nhận được khi tứ tượng trấn tiên trụ càng gần với huyền thiên điện thì hắn càng khó khống chế dùng viễn cổ thần vật xếp sau huyền thiên điện là hành động không sáng suốt đầu lâm động nhìn vẻ mặt tím lại của la thông cười. thủ ấn biến hóa chỉ thấy ánh sáng quấn lên tứ tượng trấn tiên trụ nhu động biến thành vô số đạo phủ văn khi phù văn thành hình thì la thông hoàn toàn mất khả năng điều khiển tứ tượng chấn tiên trụ vút sau khi quyền khống chế bị đoạt mất tứ tượng chấn tiên trụ lập tức lao thẳng vào huyền thiên điện trước bao ánh mắt sững sờ của mọi người Bét. cánh cửa huyền thiên điện lập tức đóng lại ánh sáng tan đi huyền thiên điện lại biến nhỏ lại và rơi vào tay lâm động có điều huyền thiên điện lúc này hơi rung lên hiển nhiên đang áp chế tứ tượng chấn tiên trụ vừa bị hút vào ha ha đa tạ đã tặng lâm động lật tay huyền thiên điện biến mất nhao mắt cười nhìn la thông đang thất thần cả bình nguyên bỗng nhiên lặng như tờ mấy người bọn đằng phong sững sờ há hốc mồm kết cục này quá hoạt kê rồi thì phải tứ tượng chấn tiên trụ lại bị lâm động thu mất huyền thiên điện có khả năng luyện chế thần vật cũng có thể áp chế với những thần vật xếp thứ hạng sau nó không ngờ lâm động lại có thể khống chế được huyền thiên điện đến mức này mấy người thiên long yêu soái kinh ngạc họ cũng hiểu chút ít về hts nhưng muốn dùng huyền thiên điện để áp chế và lấy đi những món thần vật khác thì cần có khả năng khống chế cực cao vậy mà lâm động đã làm được khi hắn mới có huyền thiên điện được hơn 2 tháng đương nhiên họ không hề biết lâm động đã tiếp xúc với linh hồn của huyền thiên điện nên không cần tốn sức điều khiển ví dụ như vừa rồi hoàn toàn là do ý thức của bản thân huyền thiên điện lâm động chẳng qua chỉ dẫn một chút mà thôi có điều tứ tượng trấn tiên trụ cũng không phải tầm thường dù bị huyền thiên điện hút vào thì vẫn cần huyền thiên điện áp chế vì thế sắp tới lâm động không thể dùng đến huyền thiên điện nữa la thông dần lấy lại ý thức sắc mặt tím tái thân thể khẽ run lên rõ ràng hắn đã bạo nộ rồi ngươi cũng có không ít thủ đoạn bàng môn tả đạo la thông lạnh băng nhìn lâm động sát ý đã dâng tràn quanh người hắn hành động vừa rồi của lâm động đã khiến hắn mất hết thể diện ừ sát ý nồng nặc tỏa ra từ cơ thể la thông rồi bỗng nhiên có luồng sáng cửu sắc bán ra ngưng tụ lại trên khâu trung phía sau hắn thành một đạo quang ảnh khổng lồ phía sau quang ảnh là đôi cánh hàng nghìn triệu cửu sắc khẽ đung đưa nguyên lực trong trời đất trở nên bạo động điên cuồng đúng là kẻ đáng ghét ngươi thật sự nghĩ đồ của ta dễ cướp vậy sao ánh mắt la thông lạnh băng hắn giơ ra hai ngón tay chỉ về phía lâm động đồng tử lâm động co lại một cảm giác nguy hiểm khó tả bao trùm toàn thân hắn cửu phụng hóa sinh quang giọng nói lạnh lùng đầy sát ý của la thông vang lên ánh sáng cửu sắc nhanh chóng tụ lại nơi đầu ngón tay hắn rồi một chùm sáng cửu sắc xuyên thủng hư không bắn thẳng về phía lâm động gào lỗ chân lông trên người lâm động cũng co lại thân hình lùi nhanh về sau 300 đạo tử kim long lao về chùm sáng cửu sắc kia hai luồng sức mạnh cường hãn lao vào nhau lâm động giật mình khi thấy công thế từ 300 con tử kim long lại bị chùm sáng hóa giải hoàn toàn giống như tuyết gặp phải lửa vậy chùm sáng cửu sắc đó thật khủng khiếp lâm động thi triển tốc độ nhanh nhất không ngừng lùi về sau nhưng chùm sáng cửu sắc đuổi sát không buông nguyên lực trong trời đất cũng trở nên bạo động lâm động bỗng rẽ ngoặt đột ngột chùm sáng cũng ngoặt theo vào khoảnh khắc đó lại một có một sợi ánh sáng tách ra vừa hay chạm vào một cường giả đứng xem bên ngoài cường giả có thực lực tử huyền cảnh đại thành đó thậm chí còn không kịp kêu lên đã bốc hơi cảnh tượng đó khiến vô số người thấy kinh hãi thiên sinh cửu quang của cửu phụng tộc ta chỉ cần chạm vào một chút là thịt nát xương tan la thông nhìn lâm động đang tránh né thì nở nụ cười khoái trá để xem con chuột ngươi hôm nay trốn thế nào tử kim quang bao quanh lâm động sắc mặt hắn lúc này vô cùng nặng nề thủ đoạn của la thông thật sự khiến hắn thấy nguy hiểm chuyển luân cảnh quả nhiên hơn hẳn từ huyền cảnh dù lâm động có nhiều thủ đoạn như vậy nhưng đối phó vẫn rất khó khăn ta muốn xem xem cử phụng hóa sinh quang của ngươi rốt cuộc có khiến long cốt hồng hoang của ta biến mất được không sau một lúc lâu lâm động vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của chùm sáng cửu sắc ánh mắt hắn lên sự quyết tâm đột nhiên ngừng lại lật tay tung quyền đấm thẳng lên chùm sáng bụt chùm sáng cửu sắc gần như ngay lập tức bao trùm lấy lâm động trước sắc mặt tái nhợt của mấy người thiên long yêu soái ánh sáng cửu sắc khuếch tán trên không trung ánh sáng đi đến đâu nguyên lực trong trời đất biến mất một cách quỷ dị đến đấy tựa như bị ánh sáng biến thành hư vô vậy. Vô số người vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, ánh mắt đều có phần sợ hãi. Họ có thể cảm nhận được công kích này của La Thông, dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng phải trả cái giá không nhỏ. Vậy mà Lâm Động lại đối mặt chính diện thế kia, đúng là quá điên rồ. Hắn bị đánh trúng rồi. Bọn Đằng Phong nhìn cảnh tượng đó, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng. Chúng hiểu quá rõ về sự lợi hại của Cửu Phụng Hóa Sinh Quang. Đây có thể gọi là tuyệt kỹ chỉ riêng Cửu Phụng tộc có, thứ kỳ quang đó được sinh ra ngay từ khi người của Cửu Phụng tộc ra đời. Huyết mạch càng tinh thuần thì Cửu Phụng Hóa Sinh Quang càng lợi hại. Nghe nói, ở thời viễn cổ từng có tuyệt đỉnh cường giả của Cửu Phụng tộc thi triển Cửu Phụng Hóa Sinh Quang, biến mọi sinh linh trong vòng vạn dặm thành hư vô. Thứ Cửu Phụng Hóa Sinh Quang này không có sức phá hoại thuần túy, khi chạm xuống đất thậm chí không để lại bất cứ một cái lỗ nào. Thế nhưng khi tiếp xúc với da thịt thì sẽ biến nó thành hư vô. Món tuyệt kỹ quỷ dị này từ trước tới giờ vẫn là thủ đoạn lợi hại nhất của Cửu Phụng tộc, dù là cường giả cùng đẳng cấp, không ai là không sợ lúc này lâm động lại bị đánh trúng một cách chính diện như vậy tất cả mọi người thật sự không thể nghĩ rằng hắn còn đường sống khi bọn đằng phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng thì bọn thiên long yêu xoáy ở phía xa sắc mặt đã trắng bệch thậm chí tiểu viêm cũng phải siết tay lại ánh mắt trở nên dữ dằn hiển nhiên là họ cũng đã nghe về sự lợi hại của cửu phụng hóa sinh quang cả không gian rơi vào tĩnh lặng vô vàn ánh mắt đều đổ dồn về nơi ánh sáng cửu sắc chói lòa nhất có lẽ kết quả của trận đấu này rất nhanh sẽ có thôi la thông đứng trên không trung quang ảnh khổng lồ hiện phía sau gương mặt tối tăm nhìn về phía trước khóe miệng nhếch lên hắn không tin lâm động lại có thể đỡ được đòn công kích khiến cả cường giả chuyển luân cảnh cũng phải dè chừng này có chút bản lĩnh đã học đòi ngông cuồng kiếp sau thì hãy la thông cười khẩy nhưng hắn chưa nói xong câu thì bỗng nhiên im bặt gương mặt vụt lóe lên sự chấn kinh phụt ánh sáng cửu sắc bỗng tan đi với tốc độ kinh người ở trung tâm dần hiện ra thân ảnh gầy gò trước vô số ánh mắt không thể tin nổi của mọi người ồ cả không gian bùng nổ tiếng kêu kinh ngạc sự yên tĩnh đã bị phá vỡ sao có thể như vậy bọn đằng phong cũng sững sờ há hốc mồm chặn được rồi sao mấy người thiên long yêu soái cũng lẩm nhẩm đầy kinh ngạc nhưng hình như bị thương rất nặng mọi ánh mắt đổ dồn về phía này chỉ thấy thân ảnh đó vẫn giữ tư thế đưa bàn tay phải ra thân thể không hề có chút máu nào nhưng cánh tay phải hắn trở nên nhẫn hín không có máu chỉ thấy một cánh tay xương óng ánh màu bạch ngọc rõ ràng cửu phụng hóa sinh quang cũng đã gây nên sát thương rất lớn cho lâm động chỉ khiến một cánh tay của hắn biến mất thôi sao bọn đằng phong kinh ngạc đòn công kích vừa rồi của la thông rõ ràng không chỉ có tác dụng như vậy theo suy đoán thì lâm động lúc này phải biến mất không còn cả xương cốt mới phải hơn nữa chúng nhìn thấy rõ ràng cánh tay đó của lâm động vẫn còn cũng có nghĩa là cửu phụng hóa sinh quang của la thông chỉ khiến cơ thịt của cánh tay đó biến mất mà thôi sát thương này tuy rất kinh khủng nhưng với cường giả chân chính thì chưa là gì sinh khí trong cơ thể sẽ tái tạo lại cả xương gãy chứ đừng nói là chút cơ thịt ngươi sắc mặt la thông biến đổi không ngừng rõ ràng hắn không thể tin lâm động sau khi hứng chịu cửu phụng hóa sinh quang lại chỉ mất thịt của một cánh tay thật là đau đấy tiếng lâm động khàn đặc hắn chậm chậm ngừng lên gương mặt phủ đầy cái lạnh thấu xương tuy nhờ có long cốt hồng hoang hắn đã chặn được sát chiêu của la thông nhưng cơ thịt của một cánh tay biến mất vẫn gây nên một cơn đau khó tả thành lời hắn biết nếu lần này không có long cốt hồng hoang thì chắc chắn hắn đã bị trọng thương lâm động nhìn la thông chăm chăm đôi mắt màu tử kim dần trào dâng sự hung hãn bùng hung quang trong mắt lên đến cực điểm lâm động biến thành một đạo quang ảnh lao vút tới sát ý tỏa ra khiến nhiệt độ không gian cũng bị hạ thấp hắn lúc này giống như sát thần giáng lân cộng với cánh tay không có chút thịt nào kia mọi thứ đều cho thấy sự ác liệt kinh hoàng gào tiếng long ngâm vọng ra từ cơ thể lâm động một thứ nội ý như ẩn như hiện bao trùm cả không gian nó vừa cổ xưa vừa cao ngạo thứ đó không phải phát ra từ lâm động mà là từ long cốt hồng hoang là long cốt cường đại nhất của long tộc nó cũng có sự cao ngạo của mình cửu phụng hóa sinh quang tuy lợi hại nhưng vẫn chưa đủ để khiêu chiến với nó lâm động nhìn lâm động với thanh thế kinh người hung hãn lao tới thì ánh mắt tối sầm hai tay kết ấn ánh sáng cửu sắc phía sau càng thêm chói lòa ta không tin cửu phụng hóa sinh quang của cửu phụng tộc ta lại không làm gì được một con người như ngươi la thông cười hung hãn đối mặt với lâm động đáng gờm này hiển nhiên nộ hỏa của hắn đã thật sự bị kích thích nếu hôm nay mà không dọn dẹp được lâm động thì còn mặt mũi nào tự xưng là người của cửu phụng tộc cửu phụng triều thánh la thông biến hóa thủ ấn gương mặt trở nên thành kính rồi trước bao ánh mắt kinh ngạc hắn cúi người như đang chiều bái ai đó rồi bỗng nhiên có tiếng rít chói tai vọng ra từ cơ thể hắn ánh sáng cửu sắc phía sau bị quấy động một con cự điểu cửu sắc hiện ra vừa xuất hiện thì cả chính cái cánh vỗ mạnh chỉ thấy ánh sáng ngưng tụ cự điểu lao vút đi quang ảnh bay đến đâu là không khí bị rạch tan đến ấy Quang ảnh đẹp đẽ nhưng mang đầy mùi vị của sự chết chóc. Lâm Động ngẩng lên nhìn con cự điểu, bị ánh sáng cửu sắc chiếu rọi, thân thể hắn đau đớn tột cùng, máu tươi thấm qua da, có dấu hiệu da thịt bị tan chảy. Nhưng Lâm Động không hề có dấu hiệu rút lui, hắn biết rằng lúc này đã không còn đường lui nào nữa rồi. La Thông lúc này đã có ý định nhất quyết phải giết hắn, chỉ cần ý chí của hắn nhụt đi một chút thôi thì sẽ không còn bất cứ cơ hội sống nào. Vì thế, phải tìm đường sống trong cõi chết. vào, trước sự uy hiếp mang tính chết chóc đó, xương cốt trong cơ thể Lâm Động bỗng nhiên nhu động một cách quỷ dị ánh sáng bạch ngọc tỏa ra từ trong cơ thịt hắn tiếng long ngâm cổ xưa mà bá đạo vang lên thư ánh sáng đó ngưng tụ trên bề mặt cơ thể lâm động nhìn từ xa giống như hắn đã biến thành một con cự long cổ xưa toàn thân lấp lánh ánh ngọc con cự long cuộn mình tỏa ra một thứ áp lực không thể nói rõ khiến tất cả mọi người đều có cảm giác thân thể cong lại cảm giác như con ngọc long trước mắt là vương giả của cả yêu thú giới vậy thứ áp lực này bọn thiên long yêu soái sừng sờ nhìn con ngọc long phía sau lâm động toàn thân bỗng nhiên run rẩy thậm chí giọng nói cũng run run long cốt hồng hoang cuối cùng giọng nói thốt ra từ miệng hắn đã mang đầy sự kinh hãi hắn cho rằng lâm động có được long cốt viễn cổ đã là đánh giá cao rồi nhưng không ngờ lâm động lại có được long cốt hồng hoang cường đại nhất long tộc thứ long cốt mà siêu cấp cường giả đã thống nhất cả yêu thú giới từng có vào con ngọc long uốn mình rồi lao thẳng về phía cự điều trước bao ánh mắt trần kinh ầm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ánh sáng cửu sắc và ánh ngọc quang đan sen xâm thực lẫn nhau khiến không gian trở nên biến dạng tất cả cùng kinh ngạc nhìn cảnh giao đấu ác liệt đó không ai có thể ngờ trận đấu này lại tiến triển đến mức đó la thông mắt đỏ lên Cười. Lâm Động, thủ đoạn của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng dù thế nào ngươi cũng chỉ là từ Huyền cảnh đại thành, muốn đọ nguyên lực với một cường giả chuyển luân cảnh như ta sao không biết sống chết." Hai thứ ánh sáng đan xen vào nhau, hiển nhiên chúng đang tiêu hao nhanh chóng năng lượng của hai bên, mà rõ ràng Lâm Động yếu thế về mặt này, chiến đấu lực của hắn tuy mạnh, nhưng không thể kiên trì được quá lâu. So về độ hùng hồn của nguyên lực thì đúng là Lâm Động không thể sánh được với La Thông. "Vậy thì kết thúc sớm một chút." Một giọng nói lạnh băng mang thứ sát ý kinh người vang lên, rồi Lâm Động được con ngọc long bao bọc, xuất hiện trước ánh sáng cửu sắc, phụt phụt da thịt lâm động nhanh chóng bị tan chảy trước sự chiếu rọi của ánh sáng cửu sắc chỉ trong vài giây đã có chỗ hở xương vút nhưng lâm động coi như không biết đến điều đó tất cả sự đau đớn tụ lại thành sự hung hãn trong mắt thân thể hắn bỗng xuất hiện trước mặt la thông một cách quỷ dị hừ lâm động nhìn lâm động ánh mắt lạnh bằng không chút do dự tung trưởng mang theo ánh sáng cửu sắc tóm về phía tim lâm động uỳnh ừ, lâm động không hề né tránh gương mặt trở nên hung hãn giơ bàn tay cho xương ống ánh ra bàn tay xương đó đi đến đâu là không gian rách toạc đến đó rồi đánh thẳng lên trường của la thông Thư ánh sáng cửu sắc có thể khiến da thịt tan chảy lại không có chút tác dụng gì với luồng sáng ngọc kia bàn tay xương đánh tan ánh sáng cửu sắc dễ như trở bàn tay hai thân ảnh sượt qua nhau ngọc long và cự điểu cũng đột nhiên đông cứng lại bùm một tiếng nổ tung mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai thân ảnh kia tim đập thình thình rốt cuộc thì trận đấu đã phân thắng bại chưa vậy hai thân ảnh sượt qua lưng đối diện nhau một trận gió nhẹ thổi qua lay động mép y phục của cả hai rồi đột nhiên có tiếng xương cốt vỡ vụn đồng tử của tất cả mọi người đều co lại vì họ nhìn thấy trong hai người cánh tay của một người đã nổ tung, thân thể cũng bay ngược ra sau, rơi ủnh xuống đất tạo nên một cái hố sâu. Trận chiến đã phân thắng bại. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!